Sau khi tinh trùng của bố và tế bào chính của mẹ trở thành bạn bè, thì em bé sẽ được hình thành trong bụng của mẹ. Trong cơ thể của bố có rất nhiều tinh trùng nhỏ sinh sống. Chúng ta hãy cùng nhìn xem này. Bạn muốn có em trai hay em gái hơn? Hãy thử trang trí xem nào. Tớ là nhà soạn nhạc, tớ là lính cứu hỏa. Haha, tớ là thuyền trưởng, tớ là đầu bếp, tớ là kỹ sư, tớ là nhà du hành vũ trụ. Haha, tớ là thuyền trưởng. Đại hội bơi lội xin được bắt đầu. Phải về đích ở vị trí số 1 thì mới có thể trở thành bạn của tế bào trứng nằm trong người của mẹ được. Đại hội bắt đầu. Va vào nhau mất thôi. Hãy chuẩn bị. Nếu thu thập quả bóng năng lượng và viên thuốc thì tinh trùng sẽ biến đổi. Kìa, có tế bào trứng kìa. Hãy thử khắp xem tế bào trứng ở đâu được nhỉ. Trời ơi, nhầm rồi. Hãy thử khắp xem tế bào trứng ở đâu được nhỉ. Ha ha, đã tìm thấy tế bào trứng rồi. Phải chăm sóc mẹ cẩn thận thì em bé mới lớn nhanh được. Hãy thử xem mẹ đang muốn gì nhé. Mẹ muốn làm gì nhỉ? Hãy mang những món ăn mà... Không phải... Rồi, chính là cái này. Không phải... Rồi, chính là cái này. 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 Mẹ nói rằng no bụng rồi. Bạn đã nhận được rất nhiều hình trái tim. Em bé trông giống như con cá ngựa vậy. Mẹ muốn làm gì nhỉ? Hãy tìm hai con hổ. Hãy bấm vào hình vuông có màu sắc và bắt đầu diễn tấu nào. Thank you.
có vẻ rất thú. Nếu gom các hình trái tim lại thì có thể giúp em bé lớn nhanh hơn. Mẹ thích nghe nhạc nên em bé cũng thích nghe nhạc. Mẹ muốn lần hãy đếm số con bò và giúp mẹ có thể ngủ sâu nào. Hãy bấm vào bậc chân và giúp những chú cừu nhảy qua hàng rào nào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, thật là nhiều cừu. Là nhiều cừu. Mẹ đã ngủ say rồi. Yes, lại nhận được thêm hình trái tim này. Bụng của mẹ to lên nhiều rồi. Mẹ muốn làm gì nhỉ? Hãy mang những món ăn mà mẹ muốn ăn tới đây. Rồi, chính là cái này. Và rồi, chính là cái này. 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 Mẹ nói rằng no bụng rồi. Bạn đã nhận được rất nhiều hình trái